Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay nhà mình sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu camera ngụy trang ổ điện màu cam. Thì nhà ai đang sử dụng cái mẫu ổ điện màu cam này mà đang có muốn nhu cầu sử dụng thêm cả camera giấu kín, camera ngụy trang thì đây sẽ là một mẫu nhà mình sẽ có sẵn mẫu cho các bạn để các bạn có thể lựa chọn. Cam của nhà mình thì sẽ được đặt ở chính giữa của cái ổ điện này. Ổ điện này của nhà mình ấy thì sẽ có một cái hình tròn này này để các bạn có thể treo lên. Góc quay sẽ như thế này. Đó, góc quay là góc quay thẳng như thế này. Còn bạn nào ấy mà muốn đặt nằm này thì các bạn cũng có thể liên hệ cho mình. Các bạn gửi cái hình ảnh mà các bạn muốn đặt camera vào đó, hoặc ở bên sườn này hoặc bất kỳ chỗ nào thì nhà mình đều có thể làm được hết cho các bạn. Đó, các bạn cứ liên hệ trực tiếp cho mình thì nhà mình sẽ đáp ứng nhu cầu của các bạn nha. Đó. Thì với cái con camera ổ điện màu cam này, cái mắt cam của nhà mình ấy thì có góc quay là 150 độ. Đó, hình ảnh thì full 4K, có chức năng kết nối từ xa qua 3 4G, có chức năng cảnh báo chuyển động, có ghi hình chuyển động, lưu trữ thì toàn bộ trong thẻ nhớ và kết nối được trên điện thoại. Đó, thì camera nhà mình ấy thì dùng để lưu trữ bằng chứng này, bảo quản tài sản cá nhân thì cực kỳ là hợp lý, hoặc là theo dõi một ai đó. Đấy, sử dụng cái em này để theo dõi một ai đó hoặc là để bảo quản tài sản cá nhân thì cực kỳ là hợp lý. Đó, các bạn có thể để trong nhà hoặc là cửa hàng của các bạn. Đó, thì mọi người đi qua mọi người sẽ không thể nào mà ngờ đến, thế nghĩa nghi ngờ đến đây sẽ là một chiếc camera ngụy trang. Đó, tại vì đây những cái chân jack này của nhà mình ấy đều sử dụng điện như bình thường. Các bạn vẫn có thể cắm điện tivi, quạt, nồi cơm hoặc là các bạn vẫn có thể cắm điện thoại sạc như là bình thường luôn. Đó. Thì con này của nhà mình ấy sẽ là 6000W này, Make in Việt Nam. Đó. Đây, hình dạng của em nó sẽ như thế này. Đó. Thì ấy, bây giờ những cái nhu cầu mà sử dụng đến dòng camera giấu kín hoặc là camera ngụy trang thì ngày càng nhiều. Để giám sát cũng như là quay lại bằng chứng, theo dõi một ai đó thì các bạn có thể theo dõi và đăng ký kênh của mình để có thể cập nhật được thêm nhiều mẫu camera ngụy trang siêu kín bên mình. Bên mình thì đang có rất nhiều mẫu camera ngụy trang khác nhau để phục vụ cho tất cả các nhu cầu của các bạn. Hoặc là bạn nào đang có muốn độ chế với những thiết bị điện tử hoặc đồ gia dụng trong gia đình thì cũng có thể liên hệ cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395 838 345 để mình có thể hỗ trợ cho các bạn nha. Nhà mình thì đang có chương trình ưu đãi cực kỳ là hời, tri ân cuối năm. Các bạn ấn đăng ký kênh của nhà mình thì sẽ tặng cho các bạn, đó chính thứ nhất sẽ là tặng kèm cho bạn một chiếc thẻ nhớ theo cam. Khi các bạn nhận hàng về ấy, là nhà mình sẽ lắp chiếc cam sẵn vào đây cho các bạn rồi. Đó, để các bạn có thể lưu trữ được dữ liệu. Đó, lưu trữ được dữ liệu. Và nhà mình lắp vào đây để khi các bạn nhận hàng về tay là các bạn chỉ việc mở ra và sử dụng thôi. Cực kỳ là tiện lợi cho các bạn. Các bạn sẽ không phải lạch cạch tháo ra rồi các bạn lắp vào nữa. Nhà mình sẽ lắp trực tiếp luôn vào cho các bạn. Đó. Và thứ hai là khi các bạn mua hàng, các bạn đặt hàng thì các bạn sẽ được free ship. Đó, một chương trình ưu đãi thì cực kỳ là hời. Các bạn hãy nhanh tay ấn đăng ký kênh của nhà mình để nhận những cái ưu đãi đó. Đó. Thì đây, thì camera của nhà mình ấy thì đều có cách sử dụng cực kỳ là dễ dàng, ai cũng có thể sử dụng. Đó, ai cũng có thể sử dụng. Thì nhà mình thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng. Đó. Thì các bạn hãy kết nối vào cái nguồn điện cho mình. Kết nối vào cái nguồn điện để chờ mình một chút. Chờ mình một chút. Đó, thì mình không có kéo vào đây để cắt cái dây dít. Mình sẽ kết nối trực tiếp qua điện thoại. Đó, mình sẽ kéo cái ổ điện gì rồi. Mình kết nối trực tiếp. Đây, mình sẽ cắm điện. Các bạn cắm vào nguồn điện cho mình. Đó, cắm vào nguồn điện nha. Cắm vào nguồn điện. Khi cắm vào nguồn điện ấy thì cam nó sẽ được hoạt động và nó sẽ tự động quay và lưu. Đó. Đây, mình sẽ để em này nghiêng như thế này nha. Nghiêng như thế này này. Đó. Rồi các bạn bật, khi các bạn kết nối vào nguồn điện rồi ấy thì thiết bị vào nguồn điện rồi thì các bạn bật điện thoại mình lên, bật điện thoại chủ của các bạn lên này. Các bạn bật điện thoại chủ của các bạn lên. Các bạn ấn vào phần App Store hoặc là CH Play, phần tải ứng dụng ấy ạ. Đó. Samsung, Vivo, Oppo thì các bạn vào cửa hàng CH Play, còn riêng iPhone thì các bạn vào
App Store để tải ứng dụng cho mình. Các bạn ấn vào phần tìm kiếm này, ấn vào phần tìm kiếm nha, ấn tìm app có ứng dụng có tên là Lookcam, LookCam. Đó, các bạn tìm kiếm cho mình. Khi các bạn tìm kiếm thì nó sẽ hiện ra một cái ứng dụng có chữ Lookcam đó, và có biểu tượng màu xanh như thế này đó, xanh nước biển nha. Đó, các bạn ấn tải về cho mình. Và khi các bạn ấn tải về xong, à ở đây thì nhà mình đã tải về rồi. Khi các bạn ấn tải về xong thì các bạn ấn thoát ra cho mình này, ấn vào phần cài đặt của điện thoại này, cài đặt của điện thoại. Các bạn ấn vào phần wifi này. Khi ấn vào phần wifi ấy, thì nó sẽ hiện ra một cái tín hiệu wifi được phát ra từ từ cam này, từ chiếc cam của nhà mình. Còn bạn nào mà chưa nhận được ấy thì các bạn cứ chờ cho mình một lúc đó, hoặc là các bạn tắt wifi đi bật lại để máy mình có thể kết nối được với cái tín hiệu wifi đó. Khi nó hiện ra cái tín hiệu wifi này, mặc định của nó sẽ là một chữ cái in hoa đầu tiên, tiếp theo là một dãy chữ số và một dãy chữ cái. Đây là tùy ý nhá. Đó, các bạn kết nối vào cho mình. Cái tín hiệu wifi này của nhà mình ấy thì nó sẽ không có bảo mật để cho các bạn có thể kết nối được dễ dàng. Và các bạn cứ yên tâm là khi máy chủ của các bạn đã kết nối thì những cái máy khác nó sẽ không bắt được cái tín hiệu wifi này. Đó, khi các bạn đã kết nối xong như thế này rồi ấy thì là các bạn ấn thoát ra, là các bạn vào app là các bạn đã có thể xem được trực tiếp. Đó, xem được trực tiếp thôi nha, còn kết nối từ xa thì tí nữa mình sẽ chỉ các bạn. Đó, khi các bạn ấn vào đây này. Khi các bạn ấn vào đây nha. Ở đây mình đang tải rất nhiều cái cam của nhà mình. Mình sẽ vào lại cho các bạn này. Đấy, khi các bạn vào đây, như cái điện thoại của các bạn, khi các bạn vào thì nó sẽ hiện ra một cái chữ tip tờ IP ấy, thì các bạn ấn scan cho mình đó. Và khi các bạn ấn scan rồi ấy thì nó sẽ hiện ra chữ device online màu xanh như thế này. Các bạn ấn vào đây, các bạn ấn scan cho mình đó. Ủa, đây sẽ là một cái mã wifi khác của nhà mình. Đây sẽ là một cái wifi, một cái cam. Người ta sẽ đặt cam ở cái góc này để theo dõi xem con có học bài hay không. Đó, cực kỳ là kín đáo cho các bạn. Cam này của nhà mình thì nhà mình đang chưa bắt được này. Khi các bạn vào mà không thấy được ấy, không lấy được thì các bạn lại ra kiểm tra cái phần cài đặt này cho mình. Các bạn kết nối lại cái mã wifi này cho mình. Đó, khi đây là lưu ý, các bạn làm lỗi rất là nhiều đó, khi mấy bạn chưa bắt được hoặc là nó bị out ra ấy, hoặc là thiết bị mất kết nối ở cái nguồn điện ấy, thì các bạn lại vào kết nối lại cho mình nha. Kết nối lại wifi này, các bạn ấn thoát ra này, các bạn ấn vào Lookcam này. Đấy, khi ấn vào ứng dụng Lookcam thì nó sẽ ra một cái từ tip như thế này, một cái từ tip như thế này. Các bạn ấn scan cho mình đó, nó sẽ hiện ra chữ đi vào online màu xanh như thế này. Các bạn ấn vào đây kèm cho mình. Lúc nãy là mình đang để nguồn điện hơi bị lỏng nên là nó đã mất. Đây, tay của mình đây. Đó, mình sẽ soi này. Đó, ở đây thì nhà mình đang đặt như thế này thì nó sẽ bị ngược hình ảnh. Thì các bạn có thể chỉnh cái hình ảnh này theo cái thanh công cụ ở dưới đây. Đó, các bạn đặt ở góc nào cũng được, các bạn có thể tùy chỉnh hình ảnh. Đó, các bạn thì có thể tùy chỉnh hình ảnh nhá. Tùy chỉnh hình ảnh theo ý của các bạn, mong muốn theo nhu cầu của các bạn. Đó, thì ở trên đây sẽ là đầy đủ ngày giờ tháng năm để dành cho các bạn. Đó, đầy đủ ngày giờ tháng năm thì các bạn có tiện lấy làm bằng chứng chứng cứ. Đó, thì ở trên này chỗ 1080 này sẽ là độ phân giải cũng như là cái chất lượng của hình ảnh. Đấy, các bạn có thể chọn vào đây. Ở đây sẽ có 4K, 2K, 1080 cho các bạn. Đó, cam thì siêu nét này. Nhà mình thì có thể zoom được này, zoom thì khá là xa này, soi này, zoom khá là xa để soi này. Đó, đối với những cái dòng cam siêu nhỏ thì như thế này đã cực kỳ là nét rồi, quá là nét rồi. Đó, đây là để chế độ 1080 thôi. Đó, nó đã cực kỳ là nét rồi. Ở dưới đây sẽ là phần nghe này, các bạn có thể nghe từ xa này. Alo. Đó, khi các bạn bật nghe từ xa ấy thì khi các bạn đặt hai cái thiết bị này gần nhau thì nó sẽ gây nên là xung đột âm thanh. Và bạn nào mà các bạn kết nối từ xa, các bạn xem từ xa ấy, thì âm thanh nó sẽ to rõ ràng hơn. Đó, ở đây thì mình đang đặt hai cái thiết bị này gần nhau thì nó sẽ bị vọng như thế và nó sẽ gây nên là xung đột âm thanh. Còn ở đây sẽ là cái nút để nói này.
để ghi âm, lúc này sẽ để ghi âm này, chụp ảnh, quay phim và chỉnh sửa hình ảnh như lúc nãy mình đã giới thiệu. Đó thì ở dưới đây sẽ có những cái thanh công cụ là như thế. Đó, nó thì nó cực kỳ là chi tiết và dễ sử dụng, nó không có nhiều để các bạn phải tìm. Đó, và làm dối các bạn có thể chụp ảnh đây này. Các bạn chụp ảnh ở đây này. Đó, hoặc là quay ở đây. Thì khi chụp ảnh và quay ấy, các bạn muốn xem lại những cái đoạn quay và chụp ảnh thì các bạn có thể vào cái chữ photo này. Đó, vào chữ photo này. Đấy, lúc nãy mình đã chụp ảnh rồi nha. Thì nó sẽ ở đây này. Đó, nó sẽ chụp ảnh ở đây. Hình ảnh cực kỳ là nét, cực kỳ là mượt. Đó. Các bạn có thể xem lại những cái video các bạn quay trực tiếp này, hoặc là những cái hình ảnh các bạn chụp trực tiếp. Còn những cái mà video mà những cái đoạn thước phim ấy, nó lưu 24/24. Các bạn muốn xem lại thì các bạn vào phần cloud gạch chéo SD ở dưới đây, ở giữa đây, cloud gạch chéo SD, rồi các bạn ấn S và SD file này. Đó, nó sẽ hiện toàn bộ những cái file, những cái mục lưu trữ quay 24/24 đó. Thì nó sẽ hiện toàn bộ ở đây và các bạn có thể xem lại. Đó, cực kỳ là dễ dàng để cho các bạn sử dụng. Và khi các bạn muốn kết nối từ xa, các bạn muốn xem từ xa ấy, thì các bạn ấn vào phần bánh răng cài đặt này cho mình. Ấn vào phần bánh răng cài đặt này cho mình. Thì khi ấn vào bánh răng cài đặt ấy, thì ở dưới đây sẽ có cái phần gọi là device setting. Các bạn ấn vào chỗ này cho mình. Đó. Khi các bạn ấn vào chữ device setting thì nó sẽ hiện ra chữ wifi setting ở dưới đây. Đó, các bạn sẽ chọn vào đây cho mình. Chọn vào đây thì nó sẽ hiện ra toàn bộ wifi ở xung quanh cam của các bạn. Các bạn phải kết nối wifi với kết nối wifi cho cam. Đó. Thì cái điều kiện là các bạn phải xung quanh của cái cam này các bạn phải có wifi thì mới các bạn mới có thể xem được từ xa. Khi các bạn kết nối với wifi này, kết nối với wifi ở đây là đã kết nối được, ấn ok là cam của các bạn đã có wifi, đã bắt được wifi. Và thứ hai là khi các bạn đi xa, máy các bạn phải có mạng 3G, 4G hoặc wifi là thì các bạn mới xem được từ xa. Tóm lại là thứ nhất là một là xung quanh cam của các bạn phải có wifi. Thứ hai là khi đi xa, điện thoại của các bạn cũng phải có wifi thì các bạn mới có thể xem được từ xa. Đó, các bạn ok nha. Ấn ok là được. Đó, thì ở trên này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một phần nữa, thêm một cái chức năng của nó nữa. Thì các bạn vào đây ấy, thì các bạn sẽ thấy cái chữ SD card setting này, các bạn chọn vào đây cho mình. Đó, chọn vào đây cho mình. Khi chọn vào đây ấy, thì nhà mình đang để mặc định là auto record, tức là quay 24/24. Quay 24/24. Đó, còn alarm record dưới đây sẽ là quay chuyển động. Đó, quay chuyển động tức là khi nào mà có cái bất kỳ chuyển động qua cái cam ấy, đi qua cái cam, lướt qua cái cam ấy thì là nó sẽ tự động quay và lưu. Đó. Thì đây sẽ là tùy nhu cầu của các bạn. Đấy, thì nhà mình sẽ để mặc định là auto record là quay 24/24. Đó. Còn các bạn nào mà muốn quay hình chuyển động thì các bạn cứ chọn tắt cái trên đi và bật cái dưới lên cho mình. Đó, chữ alarm record này. Và cái thứ hai trong cái phần này ấy, thì ở đây sẽ có một cái chữ là video duration đây. Video duration này tức là thời gian lưu của một cái video. Đó, tức là ở đây nhà mình đang để mặc định là 5 phút. Cứ 5 phút thì nó sẽ quay một video và cứ 5 phút là nó sẽ quay một video. Đó. Thì bạn nào mà muốn quay dung lượng ngắn hơn là 3 phút hoặc là dung lượng dài hơn là 10 phút hoặc 30 phút thì các bạn cũng có thể tùy chỉnh trong cái phần này. Đó, tức là cứ 10 phút sẽ là một video, 10 phút là một video, nó cứ quay liên tục như thế. Đó. Thì ở đây thì nó sẽ cực kỳ là có một số chức năng cho các bạn để các bạn có thể lựa chọn. Đó, nó chỉ có những cái chức năng chính là như thế thôi. Còn bạn nào có điều gì thắc mắc thì cứ có thể gọi điện trực tiếp cho mình thì nhà mình sẽ giải quyết cái vấn đề. Đó. Thì và một cái là bạn nào ấy mà đặt của mình nhiều cái thiết bị cam ghi hình cùng một lúc hoặc là đặt ở nhiều chỗ, ví dụ là cam nuôi đèn thì đặt ở trong phòng, còn cam ổ điện thì đặt ở ngoài phòng khách hoặc là đặt ở cửa hàng, các bạn muốn xem cùng một máy chủ ấy, xem cùng một máy thì các bạn có thể ấn chọn vào cái phần 4 ô vuông này. Đó, nó sẽ hiện ra 4 ô vuông, 4 dấu cộng này. Các bạn thấy chọn vào đây, tùy chọn vào những cái tín hiệu wifi phát ra của cái thiết bị. Đấy, các bạn cứ chọn vào, đấy, chọn vào thì các bạn đã có thể xem được nhiều cái thiết bị cùng một lúc trên một cái điện thoại. Đó, cực kỳ là tính năng này cực kỳ là hữu ích dành cho các bạn. Đó, có bạn nào muốn chia sẻ cái cam này này cho người thân, bạn bè hoặc gia đình các bạn có thể xem cùng ấy thì các bạn cũng có thể ấn vào bánh răng cài đặt. Ấn vào phần bánh răng cài đặt nha. Bánh răng cài đặt này. Ô, mình ấn không không
Và phần bánh răng cài đặt này thì nó sẽ hiện ra chữ device QR code ở cuối cùng đây. Các bạn sẽ chọn vào thì ở đây sẽ có một cái mã code. Thì cái mã code này thì các bạn có thể chụp gửi đi cho người thân bạn bè hoặc gia đình các bạn, để các bạn khi người thân gia đình các bạn ấy tải cái app scan, tải cái app này về rồi scan cái mã này ấy, thì là cũng là có thể xem cùng cái thiết bị này. Đó. Thì ở trên đây cũng là cái phần mà những cái tính năng chính mình giới thiệu cho các bạn, thì nó cực kỳ là dễ dàng sử dụng. Đó, thì trên đây cũng là phần mình hướng dẫn cho các bạn. Bạn nào thì đang có nhu cầu quan tâm đến dòng sản phẩm camera siêu nhỏ hoặc camera ngụy trang ổ điện này của nhà mình ấy, thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395838345 để mình có thể hỗ trợ chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn. Và sản phẩm của nhà mình ấy thì đang có bảo hành 1 năm lớp 1 đổi 1 và miễn phí ship cho các bạn ở xa. Đó, các bạn có thể đến trực tiếp hoặc là đặt mua online. Khi các bạn đặt mua online ấy, thì các bạn sẽ không phải mất một đồng phí nào cả. Đó, không phải cắm mất một đồng phí nào cả đối với những hàng có sẵn. Còn đối với những hàng mà đặt theo yêu cầu này, đặt theo yêu cầu thì các bạn phải cọc cho mình để tránh trường hợp là khi shop mình gửi sản phẩm đi, các bạn không nhận hàng. Các bạn không nhận hàng thì hàng đấy hoàn trả lại bên mình. Bên mình đã phải tốn tiền ship rồi này. Đó, thứ nhất là tốn tiền ship này, thứ hai là tốn cái tiền trang thiết bị này. Đó, thứ ba là tốn tiền công thời gian. Đó. Nhà mình ấy thì cái hàng đấy nhà mình rất là khó bán lại, hoặc là cái hàng đấy nhà mình sẽ phải hủy. Đó, sẽ phải hủy là rất là tốn. Đó nên là nhưng đối với những cái hàng mà đặt theo cầu thì các bạn phải cọc cho mình một chút. Đó. Hoặc là các bạn cũng có thể đến mua trực tiếp tại cửa hàng của nhà mình đang có hai cơ sở. Đó, một cơ sở ở Hà Nội, một cơ sở ở Sài Gòn. Đó. Thì khi nhận hàng ấy thì các bạn có thể đồng kiểm với shipper này, nhận hàng các bạn có thể bóc hàng này, thử hàng, test hàng chuẩn đúng như cái video quảng cáo này thì các bạn mới thanh toán. Đó, trong cái trường hợp mà sản phẩm không đúng như mô tả, không đúng như cái video quảng cáo này thì các bạn có thể hoàn trả hàng cho bên mình mà không mất một đồng phí nào cả. Hàng bên mình thì có 3 test, 3 ship cho các bạn luôn. Và video của nhà mình thì đến đây thôi. Các bạn nào mà có điều gì thắc mắc thì có thể comment ở dưới phần bình luận cho mình, và nhớ ấn đăng ký kênh để tặng những cái ưu đãi cực kỳ là hời cho các bạn. Đó, các bạn cũng có thể tham khảo các mẫu khác trên kênh của nhà mình. Kênh của nhà mình đang có rất là nhiều mẫu camera ngụy trang. Đó, các bạn có thể tham khảo. Các bạn có thể lướt lên, đó, lướt xuống để tham khảo tất cả các mẫu camera ngụy trang của nhà mình. Đó, giờ thì mình xin chào các bạn, toàn thể các bạn, và hẹn các bạn vào những cái video clip tiếp theo.